kính chào quý vị và các bạn. Chúng tôi, những người thực hiện chương trình Kết nối yêu thương, xin vui mừng thông báo. Đến thời điểm này, chương trình Kết nối yêu thương đã nhận được sự ủng hộ của các cá nhân tổ chức có tấm lòng hảo tâm với số tiền ủng hộ cho chương trình gần 200 triệu đồng. Đó là món quà của anh công nhân, của chị tiểu thương, của các đơn vị doanh nghiệp đã dành sự ủng hộ cho những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Mỗi người, mỗi cách ủng hộ khác nhau, song cùng hướng đến người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Xin được trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành đến những tấm lòng hảo tâm, những sự hỗ trợ cho chương trình để chúng tôi tiếp tục hành trình nhân ái của mình, góp phần để mỗi cuộc đời không may vơi bớt nhọc nhằn. Mọi sự đóng góp xin vui lòng gửi về địa chỉ: chương trình Kết nối yêu thương, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị, số 105/2, đường Nguyễn Trãi, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Số tài khoản: Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị 54010000006536, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng Trị, hoặc qua số tài khoản Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị 10201000508807, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương chi nhánh Quảng Trị. Ngoài ra, quý vị cũng có thể trực tiếp ủng hộ cho các nhân vật với địa chỉ sẽ được thông báo trong mỗi chương trình phát sóng. Những ngày đầu năm mới, sắc nắng xuân đã về trên mọi nẻo quê hương. Nhưng với gia đình bà Phan Thị Thọn ở thôn Na Nẩm, xã Trường Nguyên, huyện Đắk Rông, dường như sắc nắng ấy không thể khỏa lấp nỗi khó khăn và cơ cực lúc này. Sống đến tuổi 82, với nhiều người khác là phúc ẩm của gia đình, nhưng với bà Thọn, cả cuộc đời gánh trên vai bao nỗi cơ cực. Bà có ba người con, thì cả ba người đều bị ảnh hưởng nặng nề chất độc da cam với di chứng tâm thần kinh nặng. Nên dầu đã trên 50 tuổi, nhưng chưa ai có thể chăm sóc được bản thân một ngày. Cuộc đời của những người con bà Thọn là chuỗi những buổi lang thang khắp các đường làng, ngõ xóm. May mắn hơn hai người em của mình, nhờ được điều trị tích cực, bệnh tình của chị Ngô Thị Phi, người con gái đầu của bà Thọn, đã giảm được phần nào. Thời gian gần đây, những cơn đau ít hơn, nên chị Phi có thể đỡ đần thay bà Thọn chăm sóc hai người em. Song số ngày tỉnh táo của chị Phi cũng không nhiều. Cái hoàn cảnh gia đình của bà ấy là cái hoàn cảnh thứ nhất về kinh tế, về cái thiếu thốn đói khổ thì cái đó thì một phần thôi, nhưng phải là cái bệnh tâm thần đó. Đêm hôm nói chung khỏe vang, bữa ngày thì đi nói chung cả ngày, nên cả ngày lúc đi suốt, đi đến bữa là về ăn, có bữa phải đi tìm nữa. Mà bà là bị tai biến nữa. Bị tai biến năm ngoái đó, năm nay cũng nói chung là cũng đang còn nguy cơ về cái bệnh tình của bà nữa, nên chỉ cái hoàn cảnh nói chung cái cực khổ mà ăn muối ăn mặn cái này thì đơn giản thôi, cái này thì ăn cho là được, nhưng cái hoàn cảnh đi nữa mà không biết tương lai sau đây sao đâu. Căn nhà tình thương được chính quyền địa phương, bà con thôn xóm và những tấm lòng hảo tâm gần xa xây dựng nhiều năm giờ đã xuống cấp và hư hỏng rất nhiều. Sau một cơn đột quỵ, sức khỏe của bà Thọn đã yếu đi nhiều. Giờ đây, bà không còn nhận thức được thời gian, thậm chí nhận biết gương mặt của những người con cũng là điều khó khăn đối với bà. Song là bản năng thiêng liêng của người mẹ, bà vẫn mong một căn nhà đủ ấm để che mưa, che nắng cho những người con của mình. Thưa quý vị và các bạn, và hôm nay trong chuỗi hành trình của chương trình Kết nối yêu thương, chúng tôi đã tìm đến với một hoàn cảnh ở miền quê Trường Nguyên, đó là hoàn cảnh của bà Phan Thị Thọn ở thôn Na Nẩm, xã Trường Nguyên, huyện Đắk Rông. Và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo chân chúng tôi vào nhà của bà Phan Thị Thọn để có thể tìm hiểu rõ hơn những khó khăn mà bà đã và đang gặp phải. Thưa quý vị và các bạn, những đợt rét cuối năm đã khiến cho bà Phan Thị Thọn đổ bệnh, và giờ đây chị gái Ngô Thị Phi đã phải một mình chăm sóc những người em của mình. Và giờ đây chúng tôi sẽ cùng trò chuyện với chị để có thể tìm hiểu rõ hơn những khó khăn mà gia đình đã và đang gặp phải. Cảm ơn chào chị ạ. Những ngày vừa qua thì sức khỏe của bà Thọn như thế nào ạ chị? Dạ, sức khỏe cũng yếu mà cũng run rẩy rồi thế vì bệnh hoạn của người đó. Vì đau viêm đường tiết liệu cứ để ở trong quần lại, cứ mỗi ngày là cứ giặt hàng ngày đó. Dạ, về những ngày đó thì chị phải thấy mà chăm sóc cả ấy hả? Dạ, chăm sóc mà rồi hai em đó.
Dạ, về bình thường thì mỗi ngày chị phải nấu nướng cũng như là chăm sóc như thế nào ạ chị? Dạ, bình thường đó. Dạ, cũng yếu sức khỏe, cũng bị bệnh hoạn rồi đó, không làm chứ được hết. Dạ, một mình em chăm sóc hai đứa em thì mẹ. Khi nấu cơm chín thì cũng có củi đi kiếm củi, có đồ sức khỏe yếu đi kiếm củi về nấu cơm thì mẹ về hai em ăn. Đến khi nấu ăn chín xong rồi gọi hắn về, hắn tối mới về, mẹ hắn về hết. Cực vì mẹ về hai đứa em. Cảm nhận cũng buồn. Đắk Rông là huyện miền núi nghèo của tỉnh Quảng Trị với rất nhiều những hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ. Riêng tại xã Triều Nguyên đã có hàng chục trường hợp đặc biệt khó khăn. Với những cách khác nhau, chính quyền địa phương và người dân nơi đây luôn nỗ lực để cứu mang, giúp đỡ những cảnh đời không may mắn trên địa bàn. Với hoàn cảnh bà Phan Thị Thọn cũng thế, lúc lon gạo, khi củ sắn, củ khoai, bà con láng giềng nơi đây không để bốn con người, bốn cuộc đời trong gia đình bà Phan Thị Thọn phải đói khổ. Những lúc khá hơn, Hội Chữ Thập Đỏ, các đơn vị hảo tâm lại tìm về với gia đình bà Thọn để hỗ trợ. Song mọi sự giúp sức của địa phương chưa thể khỏa lấp được nỗi cơ cực của gia đình bà. Để có một điểm tựa đủ lớn, giúp họ, những con người kém may mắn này có được cơ hội vươn lên, tìm thấy cuộc sống của mình, rất mong sự chia sẻ nhiều hơn từ những tấm lòng hảo tâm, từ những bảo trợ lâu dài của các tổ chức nhân đạo và những tấm lòng thiện nguyện. Cái trường hợp của bà Phan Thị Thọn là một trong những hộ có cái hoàn cảnh đặc biệt khó khăn này. Thì cái hỗ trợ của chúng tôi là tập trung hỗ trợ trực tiếp vào cái nhu cầu thiết yếu của gia đình. Đó là cái nhu cầu về nhà ở, cái nhu cầu về hỗ trợ phát triển sản xuất, cái nhu cầu về đào tạo nghề và tạo công ăn việc làm cho họ. Thì ngoài ra thì chúng tôi về lâu dài thì chúng tôi cũng sẽ có những cái hỗ trợ khác để cho họ có thể vượt qua cái khó khăn so với những cái nhu cầu trước mắt để họ có thể là tự đứng vững được trên đôi chân của họ. Thưa quý vị và các bạn, làm thế nào để bà Phan Thị Thọn có thể chăm sóc được những người con của mình trong suốt mấy chục năm qua? Đó là câu hỏi mà chúng tôi vẫn luôn dây dứt khi chứng kiến những hình ảnh vừa rồi. Và có mặt tại gia đình bà Thọn lúc này còn có ông Lê Thế Kỳ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trường Nguyên và ông Nguyễn Lời, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ xã Trường Nguyên. Vâng, thưa ông Lê Thế Kỳ ạ, về phía ở địa phương thì điều khó khăn để mà hỗ trợ những cái hoàn cảnh như gia đình bà Thọn là gì ạ? Có thể nói rằng ở xã Triều Nguyên thì hiện tại là có 20 hộ nghèo và những cái đối tượng cũng tương tự như bà vẫn có, nhưng mà đặc biệt là trường hợp gia đình bà là một trong những gia đình khó khăn nhất, và địa phương chúng tôi thường xuyên là quan tâm ưu tiên cho bà là nhiều hơn trong những cái cuộc vận động quỹ ngày về người nghèo, quỹ Tết cho người nghèo và cái hoạt động hỗ trợ cho nạn nhân chất độc màu da cam. Mặt khác, do cái điều kiện của người dân địa phương nó đang còn khó khăn, cho nên cái mức mà quyên góp giúp đỡ cho bà vẫn còn hạn chế. Thì cũng mong sao là có cái sự quan tâm giúp đỡ của các chương trình từ thiện để giúp đỡ cho bà. Vâng, xin cảm ơn ông ạ. Và thưa ông Nguyễn Lời, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ xã Trường Nguyên ạ. Vâng, thưa ông, thì về phía Hội Chữ Thập Đỏ thì đã dành những sự quan tâm cũng như giúp đỡ như thế nào cho gia đình bà Thọn ạ? Bên Hội Chữ Thập Đỏ là về nguồn ngân sách thì hoạt động là không có, chủ yếu là hoạt động trên tinh thần là từ thiện và nhân đạo. Cứ mỗi năm Tết đến xuân về là bên Hội Chữ Thập Đỏ đã vẫn tổ chức các cái cuộc vận động kêu gọi cái lòng hảo tâm của các người đến làm ăn sinh sống trên địa bàn, nhất là đối với cái bà con nhân dân ở trên địa bàn xã quyên góp để ủng hộ cho những người nghèo, những người thì có cái hoàn cảnh khó khăn. Hội đã cùng nhiều lần tổ chức các cuộc vận động kêu gọi các lòng hảo tâm của bà con, mong sao là giúp đỡ được cải thiện cuộc sống một phần nào đó đối với gia đình bà.
Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, hiểu và thông cảm được hoàn cảnh của gia đình bà Phan Thị Thọn, các bạn đoàn viên thanh niên chi đoàn đài phát thanh truyền hình Quảng Trị đã nỗ lực kêu gọi sự ủng hộ của các cá nhân tổ chức có tấm lòng hảo tâm dành cho gia đình bà. Và sau đây xin được thay mặt cho công ty Mazda Quảng Trị trao cho bà số tiền hỗ trợ là 2 triệu đồng. Và sau đây xin được thay mặt cho chị Đàm Truyền Uyên Ly, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng Trị trao cho bà số tiền hỗ trợ. Sau đây xin được thay mặt cho cán bộ nhân viên cửa hàng xăng dầu số 5 công ty xăng dầu Quảng Trị trao cho bà số tiền hỗ trợ. Và sau đây xin được thay mặt cho chị Nguyễn Thị Như Ngọc, cửa hàng xăng dầu số 5 công ty xăng dầu Quảng Trị trao cho bà số tiền hỗ trợ. Và sau đây xin được thay mặt cho anh Trần Đức Khoa Huân, đài phát thanh truyền hình Quảng Trị trao cho bà số tiền hỗ trợ. Và sau đây xin mời anh Ngô Nhật Quang trao sự ủng hộ cho gia đình bà Phan Thị Thọn. Và tiếp theo, chi đoàn đài phát thanh truyền hình Quảng Trị cũng có một món quà hỗ trợ cho gia đình bà Phan Thị Thọn và xin được mời đại diện chi đoàn đài trao món quà nói trên. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là thông qua chương trình kết nối yêu thương, bà Phan Thị Thọn ở thôn Lan Nồng, xã Trường Huyên, huyện Đắk Rông đã nhận được sự hỗ trợ từ các cá nhân tổ chức có tấm lòng hảo tâm với số tiền là 4.600.000 đồng và một số sự ủng hộ khác. Xin chân thành cảm ơn tấm lòng của tất cả quý vị và xin một lần nữa xin cảm ơn công ty cổ phần sản xuất và thương mại Hòa Công Đức đã hỗ trợ chúng tôi sản xuất chương trình này và công ty Mazda Quảng Trị, công ty cổ phần ô tô Thắng Lợi đã đồng hành cùng với chúng tôi thực hiện chương trình này. Mỗi người sinh ra đều có những số phận, hoàn cảnh khác nhau. Riêng đối với thầy Nguyễn Hòa ở thôn An Mô, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong thì lại gặp một hoàn cảnh không may mắn. Bởi căn bệnh xuất huyết não đã làm cho thầy Hòa thôi không được làm nghề dạy học nữa. Cũng chính từ đó mà người vợ đi tìm hạnh phúc mới để lại cho thầy đứa con mới 19 tháng tuổi. Một mình vừa chống chọi với bệnh tật vừa nuôi con. Giờ đây trong căn nhà tồi tàn, thầy từng ngày chống chọi với bệnh tật và sự thiếu thốn để mong làm chỗ dựa tinh thần cho con. Mọi sự ủng hộ của quý vị và các bạn xin vui lòng gửi về địa chỉ thầy Nguyễn Hòa, thôn An Mô, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong.